Chào anh em nha. Nay về tay một khách hàng nha. Nay lần cho anh em xem. Nay có về hút bụi nha anh em. Mã hút bụi DCV 501. Dòng này thì nhiều anh em cũng đang hỏi nè. Anh em đang cần cái dòng hút bụi này. Hàng này hàng chính hãng và bảo hành 3 năm cho anh em luôn. Đây, máy móc đồ đầy đủ phụ kiện cho anh em, hàng full box luôn. Bảo hành chính hãng nha anh em. Đây, sách hướng dẫn sử dụng nè. Này thì nó có một cái ống gục gà có túi nè. Đầu này thì nó đầy đủ luôn anh em. Đầy đủ. Đây, thang máy của nó một cái này, đây là bộ dây hút nè, đó chổi nè, rất là nhiều chổi nha anh em, ba đầu đầu hút lần, chổi ngắn, chổi nhỏ, chổi dài, rồi cái này hút sàn này, hút ở trong góc nè, đó rồi một cây dài nữa, đó, cây dài để cho anh em hút sàn anh em cầm. Rồi em sẽ cắm pin qua cho anh em xem. Con này khá là khỏe nha anh em. Trong này thì nó có một cái bộ lọc e màng lọc HEPA nha. Đây. Màng lọc HEPA loại này thì cực kỳ vệ sinh, cực kỳ dễ luôn. Đó. Rồi. Ở trên này có đèn nha anh em. Đó, có đèn nè. Con này anh em hút xe ô tô cũng được. Đó, anh em hút ô tô thì anh em sử dụng bằng cái sợi dây này. Anh em cắm vào. Đó, ví dụ anh em hút ô tô đúng không? Cắm sợi dây này vào đây. Rồi. Rồi, bật lên thôi. Khá là mạnh luôn. Rồi. Anh em muốn hút ở sàn nhà trong gia đình thì anh em sử dụng bằng cái cây dài này. Cây dài này. Anh em nối vào. Thêm một cái đầu nối hút sàn này nữa. Đó. Đầu nối thì này nó có thể xoay. Đó, anh em xoay qua xoay lại được. Đó, khá là tiện luôn. Đó. Rồi. Ok anh em. Thì cái bộ này hiện tại giá của nó là 3,2 triệu nha anh em. 3,2 triệu. Còn anh em nào lấy thì mình sẽ giảm cho anh em. Giảm cho anh em, giá chỉ còn có 3 triệu thôi. Đó. Bộ này giá chỉ còn 3 triệu nha anh em. Rồi. Tiếp theo. Về thêm bộ sạc nha, sạc kích bình vừa sạc dự phòng, vừa đèn luôn anh em. Kích này thì giá nó chỉ có 3 triệu nha anh em. Đó, rẻ hơn mấy số kia 700-800 ngàn luôn. Đó, về cũng khá là nhiều rồi. Nay mới quay lại cho anh em xem. Hàng mới luôn. Rồi. Ở đây anh em thấy trong này nó có một cái bộ đầu tẩu nè, có một cái cốc sạc. Cốc sạc này anh em về, cốc sạc này nó là điện 120V nha. Anh em về anh em bỏ cái cốc sạc này anh em sử dụng bằng cái cốc cổng sạc điện thoại mình vẫn được nha. Đó. Bên này thì nó có cực âm cực dương nè. Đó, đầu âm đầu dương. Để anh em kích bình. Con này thì anh em mang đi chơi, đi theo cũng được. 1600 ampe. Nè, báo đèn nè. Đó. Nhấn hai lần thì nó sẽ sáng. Đó.
Đó, anh em nhấn hai lần thì đèn nó sẽ sáng lên. Đó, thì đèn thì nó hỗ trợ cho anh em, những anh em nào ví dụ như buổi tối đi, anh em không thấy rõ thì anh em có thể bật đèn lên nơi thiếu ánh sáng cũng được. Đó. Còn cái đầu này anh em cắm vào nè, thì nó có hai cái đầu, anh em thấy không? Đầu vuông, đầu tròn nè. Cắm mạnh vào. Đó. Rồi. Vậy thôi. Thì anh em thì có về xe anh em thì dòng này anh em có thể kích được cả những xe tải nha. Kích được cả xe tải. À, xe 3 tấn rưỡi vẫn kích được ok nha anh em. Con này thì nó được sản xuất tại China. Đó. Tết 2023 luôn. Rồi, bộ này là 3 triệu nha anh em. 3 triệu cho bộ sạc này. Rồi, mình có về thêm mấy cái khẩu trang của Milky. Anh em nào thích mấy cái dòng khẩu trang của Milky thì anh em mua. Đó, loại này là nó chụp nha anh em. Loại này rất là tốt. Dành cho anh em nào mà đi công trình hay là anh em nào đi ngồi chờ cũng được. Loại này đeo cực kỳ thoáng mát luôn. Đây, ở phía trên này anh em thấy có một cái bộ lọc nữa. Bộ lọc nhìn khá là mềm luôn anh em, cầm nó mềm lắm, đồ rất là xịn nha. Qua đây chỗ này, chỗ này anh em có thể điều chỉnh được tùy theo cái sóng mũi của anh em nha. Đó, chỗ này nó chặn cái mặt, chỗ cái mặt lại nè, đều cực kỳ mát, nó không bị bó sát vào. Đó, có dây thì anh em có thể rút cho nó phù hợp với cái cỡ. Rồi, ok, đây là khẩu trang. Khẩu trang thì khẩu trang này giá của nó là 80.000 nha anh em. Còn anh em nào lấy nghi set này thì nó là 10 bộ, 10 cái nè. Nghi set này là 10 cái. Đó, anh em lấy hết nghi set 10 cái này thì giá nó sẽ rẻ hơn. Rồi, này bỏ qua trong này. Rồi, tiếp theo. Cửa cạnh trên cao. Cửa cạnh trên cao này, về cửa cạnh trên cao lên cho anh em. Đó, hàng Việt Nam hay hàng Mỹ có sẵn luôn nha anh em. Loại này thì điều bảo hành 3 năm nha anh em. Cạnh trên cao thì loại này nó sẽ có 3 đoạn nha. Một phần á là chỗ cắm pin nè. Đó, đoạn này thì để anh em cắm pin. Thứ hai nữa, đoạn này là đoạn chữa, đoạn này là đoạn nối dài nha. Đoạn này là đoạn nối dài nè. Đó, nó có hai đầu nối. Đó, cái góc màn hình nó, cái thang máy nó hơi dài nên quay anh em thấy không hết, anh em thông cảm tí nha. Rồi, phần này là phần động cơ nè. Đó, lam con này là lam 20 nha anh em, 20 cm. Lam 20 cm. Đây, chỗ này thì nó châm nhớt chỗ này. Đó, anh em nên xài, anh em nhớ châm nhớt vào. Loại này thì mình có hai loại, hàng Mỹ và hàng Việt Nam, giá nó bằng nhau luôn anh em. Mỹ thì nó cũng y chang vậy luôn, không khác gì. Nhưng mà về cái chế độ bảo hành thì nó không bằng của hàng Việt Nam nha. Đây, ở trên này thì anh em có cái bộ lục giác này nè, để anh em tăng chỉnh xích nha. Anh em xài anh em nhớ là tăng chỉnh xích ở chỗ này nè. Xích mà để dùng thì anh em tăng chỉnh. Đó, mở ra, chúng ta tăng chỉnh. Nới lỏng hai con ốc ra và ngay chỗ này có một con ốc nè. Ốc lục giác, à ốc bí chẹp nha. Anh em tăng chỉnh chỗ này cho nó xích nó căng, cho nó phù hợp. Rồi, con này sử dụng động cơ không chổi than. Mình sẽ test sơ cho anh em nha. Con này thì nay mai mình sẽ có một video mình đi test cho anh em cụ thể luôn. Thì cái video, cái con này mình cũng đã làm video cho anh em xem nhiều rồi. Đây. Rồi, vặn lại nha. Dòng này thì rất là thích hợp cho những anh em nào mà nhà có vườn, có cành cây. Anh em cần tỉa nhánh, tỉa cành. Không cần anh em phải leo trên cao nha. Anh em chỉ cần sử dụng cái máy này thôi.
Cái máy này thì nó dài 3 mét, anh em vươn lên thì tầm khoảng 2 mét nữa thì đâu đó tầm khoảng 5 mét nha. Đó, 5 mét thì những cái cành cây mà tầm khoảng 4-5 mét là anh em có thể cắt thoải mái luôn, cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, bộ này giá của nó là hơn 4 triệu cho body nha anh em. Hơn 4 triệu body. Rồi, thì anh em nào cần những cái sản phẩm gì thêm thì anh em liên hệ mình nha. Còn rất là nhiều hàng nha, đầy đủ cho anh em luôn. Rồi, chào tất cả anh em nha.